Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đã quay trở lại với Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và đang đến với hoàn cảnh của anh Sơn, anh Hoàng Quang Sơn, là một cái trường hợp mà rất là đáng thương, 3 lần xuất ngoại và mất trắng 500 triệu đấy quý vị. Bên cạnh đó thì anh còn mang một cái trồng bệnh rất là nan giải và trong suốt thời gian vừa qua thì tốn rất là nhiều tiền và bây giờ thì sức khỏe tài chính của gia đình vô cùng kiệt quệ rồi. Và trước ống kính của quý vị đây chính là hình ảnh căn nhà của anh Sơn. Thì bây giờ Khánh sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ theo chân Khánh, chúng ta sẽ vào phía trong để thăm hỏi anh Sơn một chút quý vị nhé, xem rằng là trong những ngày vừa qua thì sức khỏe của anh Sơn thế nào. Anh Sơn ơi, có ai nhà không? Chào Anh Sơn à, dạ rồi nhà cửa sao mà yên tĩnh thế? Hả? dạ mọi người đi làm việc hết rồi. Mọi người đi làm việc hết rồi hả? dạ Thế một mình anh ở nhà thôi à? dạ Ôi giời ơi. Quý vị ạ, trước ống kính của quý vị đây chính là hình ảnh của anh Sơn đây. Hoàn cảnh mà 3 lần xuất ngoại và mất trắng 500 triệu đấy. Và bây giờ thì đang mang trong mình một cái căn bệnh cũng rất là nan giải. Ok, vào nhà chơi chút nha. dạ Thì đây là cái căn nhà của anh Sơn đang ở cùng với bố mẹ đấy quý vị nhé. Hiện nay thì đang ở cùng với hai bác. Thế bác nay thì sức khỏe thế nào đấy? dạ bảo hôm nay cũng đỡ. Đỡ rồi ha, dạ đi lại được rồi ha. dạ Thế thì tốt quá ha. dạ Thế là bây giờ bác trai với bác gái đang đi đâu? dạ đi quay. Đi quẩy ha. dạ Đi quẩy Quảng Bình, người ta gọi là đi quẩy là đi cúng đấy quý vị. Đấy, đi cúng đấy. Thế còn vợ thì đi làm ha. dạ Con thì gửi cho bên ngoài. dạ Vợ là lâu nay làm bên chỗ chỗ nhà bảo làm mẹ. nail đúng không? dạ Làm nail với làm tóc hả? dạ Làm gội đầu hả? dạ Được không? Mấy bữa nay làm thế được không? dạ mấy bữa đâu với mấy bữa nay dịch lại rồi cũng có mấy. Dịch lại là vắng khách dạ đi ha. dạ Thế rồi bác trai thì bây giờ đi lại được nhưng mà chắc là cũng chưa đi làm được đâu nhỉ? dạ Thế còn bác gái thì đợt này làm nước mắm này có bán được không? dạ cũng tám tám Làm nước mắm với ruốc dạ bán tầm tầm ha. dạ Thì quý vị ạ, đây là cái căn nhà mà hiện nay anh Sơn đang ở cùng với bố mẹ và vợ con đang ở chung trong một cái căn nhà như này đấy quý vị. Thì đây là cái căn nhà mà được một cái căn nhà cấp 4 cổ xưa nha. Được xây bao xung quanh đây quý vị. Ở trên là lạp tô lập 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 tôn. Tôn này nhưng mà có lót gạch xốp nữa đúng không? Đây căn phòng cũng căn nhà cũng nhỏ nhắn thôi. Trong một cái căn nhà là khoảng chừng 60 mét vuông. Đấy thì đây là cái căn giường của hai bác, của bác trai và bác gái ngủ đây này. Còn đằng sau lưng của anh Sơn đây là cái bàn thờ đúng không? Dạ. Đằng sau lưng của anh Sơn là bàn thờ. Đấy thì trong một cái căn phòng thì đơn giản là như vậy đấy quý vị. Đây, bàn thờ. Còn vợ chồng anh Sơn đang ngủ đằng sau này à? Hả? Tức là cái căn phòng này được ngăn ra rồi là vợ chồng ngủ đằng 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 sau đây đúng không? Quý vị chúng ta nhìn thấy trên tường đây. Đấy, trên tường đây là ảnh cưới của anh Sơn ngày xưa đấy. Anh Sơn ngày xưa là đẹp trai to khỏe giống như diễn viên Hàn Quốc đấy quý vị. Đấy, chúng ta Khánh sẽ quay sát cái ảnh cưới ngày xưa cho quý vị chúng ta nhìn anh Sơn nha. Đấy, rất đẹp trai, rất to cao, cao 1 m hơn 1 m 7. Nặng hồi đó là khoảng mấy chục ký anh Sơn? Sáu tám đến 70. Hồi đó 68 70 ký ha. Dạ. Rất là đẹp trai quý vị ạ. Tuy nhiên thì bây giờ thân hình hơi tiều tùy một chút do là cái căn bệnh của anh Sơn cũng rất là nan giải. Đấy, và đây là tấm ảnh của vợ của anh Sơn này. Cũng rất là đẹp gái, rất là dễ thương. Có một cu con trai rồi, một cầu con trai rồi. Đó là cái ngôi nhà nhỏ của anh Sơn đang ở cùng với bố mẹ đấy quý vị. Và trong suốt thời gian vừa qua thì cũng rất là đáng thương. Trong một cái gia đình 4 năm anh chị em. Tuy nhiên thì ai cũng khó khăn và vất vả. Và chính vì thế thì bản thân anh Sơn là cũng mong muốn vượt khó tìm một cái cơ hội để phát triển kinh tế gia đình. Sao mà cứ đứng nghiêm thế anh Sơn? Sao đứng nghiêm một chỗ thế? Sao bẻn lẹn thế? Sao đứng nghiêm một chỗ thế? Anh Sơn cũng muốn tìm một cái cơ hội để phát triển kinh tế gia đình, đó là
Ở quê đây thì ở miền Trung đây thì chủ yếu là cứ muốn là bứt phá, muốn thoát nghèo là đi nước ngoài, anh Sơn à? À, ở Bảo Ninh nhà mình đây người người đi nước ngoài nhiều không? Nhiều đúng không? Dạ. Và có nhiều người đi nước ngoài xong rồi về giàu Dạ cũng giống. không? Hả? Dạ cũng được. Được đúng không? Dạ. Có rất là nhiều người đi nước ngoài xong là về người ta xây nhà lầu đi xe hơi đúng không? Dạ. À, và bản thân anh cũng muốn rằng là tìm kiếm một cái cơ hội để thoát cái cảnh cơ cực ở nhà. Dạ. À, cho nhưng mà lại không thành công. Đen quá hả? Dạ. À, người ta thường hay nói câu là đen chứ đỏ thì chỉ thì ngon rồi đúng không? Ok. Thế thì anh em mình ngồi trò chuyện một chút nè. Sao bác cứ đứng nghiêm thế làm cho em đây thấy cũng 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 sao sao ấy. Nào, ngồi xuống trò chuyện chút nữa sao mà ngồi nghiêm chỉnh thế. À, lần nào đến đây thấy là sẵn sàng một cái chiếu trải trựa nhà đây rồi. Tức là hay 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 trải chiếu giữa nhà này là để ngồi chơi à, để tiếp khách à? Dạ. Hả? Dạ. Với là ngồi ăn cơm Dạ. à? À, thế có cái bộ bàn ghế cổ xưa này không không dùng để ấy à? À, nhà anh Sơn có bộ bộ bàn ghế này là chắc là bộ bàn ghế thời xưa đến giờ đấy đúng không? À, cái này là không dùng ngồi tiếp khách. À, quý vị để một góc bên tường thôi bởi vì là căn phòng nó cũng cũng nhỏ cho nên là cũng không để được nhiều. Bỏ ra hết diện tích nhà. Hả? Bỏ ra đi hết diện tích nhà. Phải À, bỏ bỏ đi ra ra là nó rồi. Dạ. hết hết diện tích nhà Dạ. hả? Ok. Hôm nay em ghé qua thăm hỏi anh một chút anh ạ. Dạ. Thế tình hình mấy bữa nay em nghe nói là anh đi khám ở ngoài Hà Nội, Dạ. sau đó lại vào Sài Gòn. Dạ. À, thế tình hình khám bệnh thế nào rồi? Khám ở Hà Nội thì người ta Dạ. bảo Bảo sao? thiếu máu nhẹ nhưng mà thiếu sắt thì nhiều. À, khám ở Hà Nội thì người ta bảo là thiếu máu nhẹ, Dạ. còn thiếu sắt thì nhiều. Dạ. Thế Người còn ta hai phương án là một là mình nhập viện để họ truyền sắt, hai là cho thuốc về uống. À, thế Nhưng mà đó là ở Hà Nội. dạ. Còn Hà Sài Gòn thì sao? Vào Sài Gòn thì Nhưng mà tại sao anh đi khám ở Hà Nội rồi anh lại còn vào Sài Gòn nữa? ở Sài Gòn thì tìm ra được dài dây á, tìm ra. Tức là anh cảm thấy khám ở Hà Nội chưa yên tâm hả? Dạ. Cho nên là anh vào Sài Gòn tiếp. Dạ. À, thế thì khi vào Sài Gòn thì anh vào bệnh viện nào? Dạ em vào bệnh viện Chợ Bệnh viện Chợ Rẫy. Rẫy. Thế còn ở Hà Nội thì anh khám ở bệnh viện nào? Dạ. Bệnh viện huyết học lâm sàng, về máu, chuyên về máu. À, huyết học lâm sàng á. Dạ. Thế còn Sài Gòn là vào bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ. Thế khi đến bệnh viện Chợ Rẫy thì anh khám thì anh được bác sĩ người ta kết luận thế nào? Dạ, kết luận là bị loét giữa mấy bữa mới có mổ bên hông giữa cục nội giữa dạ dày là với đường ruột đó. Sao sao sao? Anh bảo sao? Rồi mình vào đó là bác sĩ bác bảo là viêm loét giữa dạ dày với đường ruột mà thời mình mổ ở bên Hàn Quốc á. À, tức là viêm loét dạ Dạ, dày. dạ. Cái chỗ nối giữa ngày xưa mà anh Dạ. mổ ở bên Hàn Quốc hả? Dạ. À, là viêm viêm loét cái đoạn khúc nối đó hả? Dạ, là bởi xung quanh đó còn phát hiện thêm ba ổ nữa. Hồi nói Xung xung quanh dạ dày dạ, của anh á? xung quanh cả cái ổ loét đấy là À. có thêm ba cái ổ nhỏ. À, thế nhưng mà Bác cái bệnh viêm loét dạ dày thì chữa được chứ? dạ không phải vì chưa thuốc thuộc điều trị không là có nguy cơ là thủng lại á. Có nguy cơ thủng lại ha? Dạ vì viêm loét mình viêm loét nhiều chỗ nên đang dẫn đến dạ dày hàng mỏng đi là có thể dẫn đến thủng. À, thế rồi anh có hỏi bác sĩ là tại sao mà cứ hay bị nôn ra máu như thế Dạ có. không? Thì bác sĩ bác bảo cũng phải là nguyên nhân là xuất huyết dạ dày, là đây là do bị viêm loét dạ dày giữa cái đoàn nội ấy dẫn đến thiếu máu, không phải là bị sung huyết dạ dày. Không, ý em hỏi là bác sĩ có bảo là tại sao là hay bị nôn ra máu đó không? Bác sĩ bảo còn dạ dày nữa. Bác sĩ chỉ bảo dài dài thế thôi. Dạ. Thế rồi bác sĩ có nói là cái bệnh này thì chữa thời gian bao lâu là lành không? Bác sĩ bảo cho thuốc về uống tháng này xong đến tháng sau vào tái khám lại là bạn kiểm tra lại có khả năng là đỡ hơn bao À, nhiêu. đâu rồi, có thể xem là cái kết quả đi khám ở đâu lấy em xem chút nào. À, để trên tủ đó ha. Dạ.
Nó để cho bà này xem được này. Đơn thuốc. Hả? Đơn thuốc. Đó đơn thuốc à? Dạ. Cả đơn thuốc cả khám à? Dạ. Ok. Đây là gồm có thuốc với là hồ sơ bệnh án của anh đấy ạ. Dạ. Nào sẽ xem em xem giấy tờ anh đi khám bác sĩ kết luận ở ngoài Hà Nội với là chỗ trong Sài Gòn thế nào nào. Đây kết quả ở Hà Nội. Hà Nội đâu? Dạ đây. Hà Nội đây là kết quả bệnh viện huyết học lâm sàng. Về máu. Hả? Bệnh viện huyết học lâm sàng chuyên về máu. Trước ống kính của quý vị chúng ta nhìn thấy đây, đây là những cái giấy tờ mà anh Sơn đi khám ở hai cái bệnh viện lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về đây. Giấy tờ trong khám bệnh của anh Sơn mà giống như sổ sách trong một cái phòng kế toán của một cái doanh nghiệp nào đấy, nó rất là nhiều. Thế là hồi đó là anh ra anh nồi soi đi ha. Đây là bệnh viện nào? Đây là bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là bệnh viện còn đây, đầu tiên là bệnh viện Hà Nội đấy ha. Huyết học lâm sàng đó. Bệnh viện huyết học lâm sàng và nhiều giấy tờ thế à? Dạ. Hoàng Quang Sơn này đúng không? Dạ. Ok, thế là đây là những phiếu thu hả? Dạ. Thế xong rồi kết quả đâu? Đây là bảo là đây là các mẫu. Đây là phiếu trị định khám bệnh ha. Dạ, Hoàng Quang Sơn, phòng khám dịch vụ chẩn đoán là thiếu máu à? Chẩn đoán là thiếu sắt. Hả? Thiếu sắt ạ. Chẩn đoán là thiếu sắt hả? Dạ. Rồi, thế kết luận cuối cùng ở đâu? Đâu đâu, giấy tờ gì mà anh đang cầm lấy tay đấy? Đấy, kết quả đó máu. Đây là những cái kết quả đấy ha. Máu sắt nhá. Ok, đây là những cái giấy tờ bệnh án mà anh Sơn đi khám ở ngoài này. Nói chung là kết quả cuối cùng là thiếu máu. Thiếu sắt. Thiếu sắt. Dạ, máu thiếu nhé. Máu thiếu nhè còn thiếu sắt ở đâu? Sao đây có không thiếu có ghi sắt thiếu sắt này? Mấy cái kia là hồi bình thường. Hả? Này đến nay đã... Dạ. Nói chung là mấy cái giấy tờ mấy cái con số này thì không phải là chuyên môn cho nên cũng không biết được ha. Dạ. Chỉ biết là bác sĩ kết luận như thế rồi. Ok, nhiều giấy tờ quá. Rồi, thế rồi đi khám ở Hồ Chí Minh ở đâu anh? Dạ, ở bệnh viện Chợ Rẫy đấy ha. Chợ Rẫy. Đây là giấy tờ đi khám hồ sơ bệnh án đi khám trong Thành phố Hồ Chí Minh đấy. Dạ. Nồi soi hả? Dạ. Vào nồi soi. Nồi soi ba phiếu phẫu thuật thủ thuật này. Nồi soi thực quản. Nồi soi thực quản. Bệnh nhân là Hoàng Quang Sơn, 28 tuổi này. Chẩn đoán là loét miệng nối, cắt nối dạ dày. Loét miệng nối à? Chẩn đoán là như thế hả anh? Dạ. Ôi giời, nhiều giấy tờ quá. Nhiều sổ sách bệnh án nhiều quá. Sờ quá. Thế rồi đi khám này hết chi phí hết nhiều không anh? Là chi phí mình ở xa trung tâm tiền đi lại nhiều. Ở xa trung tâm thì mình dạ. Tiền chi phí đi lại nhiều đúng không? Dạ. Thế đi một mình hay là đi cả vợ nữa? Dạ đi cả vợ. Cả hai vợ chồng đi hả? Dạ. Hai vợ chồng đi thì là cái chi phí thì nó lại gấp đôi à? Dạ. Tốn kém gấp đôi. Thế rồi thuốc men đâu? Đây là những cái thuốc men mà mình uống này hả? Dạ. Vừa rồi có nhiều người có chia sẻ là anh nên mua thuốc nam, thuốc bắc gì đó về uống. Anh ạ. À, dạ. Thì không biết là nhà mình anh đã bao giờ uống thuốc bắc hay thuốc nam gì chưa? Dạ em có hay uống thuốc bắc hay thuốc nam em chưa uống. Hả? Em có hay uống thuốc bắc hay thuốc nam em chưa uống. Thuốc bắc hay thuốc nam là chưa uống lần nào hả? Dạ. Thế đây hôm nay đây là những cái thuốc mà bác sĩ ở trong Thành phố Hồ Chí Minh kê cho anh để về uống đấy hả? Dạ. Ôi giời, nhiều thuốc thế luôn à? Dạ. Ôi giời ơi. Thanh niên quý vị ạ, năm nay mới có 28 tuổi thôi mà thuốc men nhiều quá. Ngày nào mà cũng đấn chừng này thuốc vào thì no luôn thì cần gì phải ăn cơm nữa. Dạ. Hả? Sáng dạ. Ngày uống mấy lần? Dạ, ngày uống 2 lần. Ngày uống 2 lần à? Dạ. Thế rồi bác sĩ hẹn là khi nào là quay trở lại để khám tiếp anh? Bác sĩ hẹn uống hết thuốc trong vòng hơn tháng quay lại. Hơn một tháng là quay lại, là quay vào Hồ Chí Minh tiếp. Dạ.
Nhưng mà đợt này thì thấy trong người nó cũng đỡ đỡ hơn rồi chứ? Dạ, Hả? đỡ, dạ, tiêm ra được bệnh rồi, nên là người thoải mái tinh thần cũng đỡ. À, tìm ra được bệnh rồi cho nên người cũng thoải mái tinh thần ha. Dạ. Quý vị chúng ta nhìn thấy đấy, anh Sơn bữa nay được mấy chục cân này? Dạ, 49. Được có 49 cân à? Dạ. Ôi trời ơi, quý vị chúng ta nhìn thấy đấy nhá. Thanh niên Sơn là cao hơn 1m7. Đó, và khi mà lấy vợ đấy, như lúc nãy Khánh quay cho quý vị chúng ta xem cái ảnh cưới của anh Sơn đấy, là nặng 68-70 kg, thân hình rất là đẹp. Nhưng mà sau một cái thời gian là bươn chải với cuộc sống, bệnh tật, rồi là mất mát về tài chính sau 3 lần xuất ngoại mất hơn 500 triệu, cho nên là anh Sơn cũng suy sụp tinh thần rất là nhiều. Đấy, cho nên bây giờ là thân hình là hơi tiêu tùy một chút. Và bây giờ cố gắng anh ạ. Bây giờ thì ngoài cái việc là anh uống thuốc Dạ. nhá. Ngoài việc anh uống thuốc thì mình cũng phải rèn luyện thể dục thể thao để cho sức khỏe nó hồi phục trở lại. Có hay tập thể dục không? Dạ có. Đó. Buổi sáng ngồi dậy ngay chạy ra biển tập thể dục ngoài biển, xong là tắm biển phải là bao. À, thế thì sướng quá rồi, bây giờ ở ngay chỗ gần biển đấy mà Dạ. cứ xua sáng chạy ra đó tập thể dục rồi bơi biển vài vài vòng nữa thì đúng là giống như là khu sinh thái, là ở khu nghỉ dưỡng sinh thái là chi nữa. À, hay quá. Đây, cố gắng rèn luyện thể dục thể thao. Thế lâu nay có ăn được không? Dạ, ăn thì cũng được mà không biết tiêu thụ hợp đi đâu. Ăn thì ăn được Dạ. nhưng mà không thấy mập lên. Dạ. À, thôi cố gắng không cần mập được nhưng miễn làm sao hết bệnh. Dạ. Dạ. Thế rồi thì tình hình thì công việc thì sao? Công việc thì bây giờ đang chữa bệnh như này thì đan sen trong quá trình đang ở nhà để chữa bệnh thì làm việc gì để kiếm tiền? Dạ, nhà phụ vợ bán được mía nữa. Phụ vợ bán được mía. Dạ. À, rồi làm gì nữa? Dạ không. Buổi tối có đi làm ngoài công viên giống đợt trước nữa Dạ, buổi tối mấy bữa nay đau bơ vừa đi làm thay. không? À, với đợt này chuẩn bị lại phong tỏa này dịch cho nên là Dạ. khó có thể đi làm ở công viên được buổi tối hả? Dạ. À, ok. À, kính thưa quý vị, từ lúc nãy giờ thì quý vị chúng ta một lần nữa đã cùng với Khánh trò chuyện với anh Sơn, là một cái hoàn cảnh rất là đáng thương quý vị ạ. Trong suốt thời gian vừa qua thì anh Sơn đã phải vật lộn với cái căn bệnh của mình rất là nhiều, và không biết là vì cái lý do gì mà anh đã điều trị chữa mãi trong suốt thời gian vừa qua mà đến bây giờ vẫn chưa lành. Và trong cái thời gian vừa rồi thì cũng rất là khó khăn và vất vả để có được tiền để đi khám những cái bệnh viện lớn là rất là khó khăn, bởi vì là sau 2 lần xuất ngoại, sau 3 lần xuất ngoại thì anh Sơn đã mất là hơn 500 triệu đồng rồi. Bây giờ mỗi một ngày, mỗi một tháng như thế để trả cái tiền lãi ngân hàng là cũng rất là vất vả. Chính vì thế thì cả hai vợ chồng cũng rất là chật vật và cực kỳ khó khăn. Và sau khi biết về cái câu chuyện này thì cũng được các mạnh thường quân cũng có chia sẻ với vợ chồng anh Sơn được một chút tiền, thì anh Sơn đã quyết định là hai vợ chồng cùng nhau bắt xe đi ra Hà Nội, sau đó là lại đi vào thành phố Hồ Chí Minh để khám và chữa bệnh. Và ngày hôm nay quay trở về với gia đình ở đây. Thì từ lúc nãy giờ thì quý vị chúng ta cũng biết rồi, trước ống kính ở đây là những cái tập hồ sơ giấy tờ mà anh Sơn đã cùng với người vợ của mình vào trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, để khám bệnh ấy. Và bác sĩ người ta cho một loạt cái giấy tờ gồm có là các phiếu thu và bệnh án ở đây quý vị. Đấy thì chốt này là anh Sơn bây giờ là thiếu sắt nặng và bây giờ đang viêm loét dạ dày rất là nhiều. Thì hiện nay là bác sĩ là cho một cái đơn thuốc rất là nhiều thuốc luôn. Thực sự là thanh niên mà bây giờ uống ngày nào mà cũng cứ đặt những cái loại thuốc này vào thì chỉ còn no luôn thôi, cũng không cần phải ăn cơm nữa. Anh à, uống nhiều quá. Thế thì anh Sơn ạ, ngày hôm nay thì một lần nữa em quay trở lại đây thì em cũng thấy được là cái sự vất vả của anh. Đồng thời thì thấy là anh phải chống chọi với cái bệnh tật, rồi là thuốc men mà ngày nào cũng uống như này là cũng cũng rất là gian nan. Thế thì hôm nay thì em đến đây đấy, thì trong cái thời gian vừa qua đấy, khi mà biết về câu chuyện của anh đấy, thì cũng được các cô chú và các mạnh thường quân cũng rất là đồng cảm, đặc biệt là các cô chú ở bên nước ngoài đấy, rất là đồng cảm với cái số phận của anh, bởi vì là các cô chú ở nước ngoài người ta có, các cô chú có nhắn về cho em ấy, bảo là đi nước ngoài thì cũng không phải là ai cũng may mắn. Và ngày hôm nay khi mà xem về cái câu chuyện của anh Sơn đấy thì các cô chú mới thấy rằng là mình may mắn hơn Sơn rất là nhiều anh ạ. Cho nên là ngày hôm nay thì Khánh một lần nữa quay trở lại với gia đình của anh Sơn,
Và lần nào đến đây thì quý vị chúng ta cũng thấy đấy, chỉ có gần như là chỉ có anh Sơn ở nhà thôi. Bác trai thì bây giờ cũng khỏe được hơn rồi, đi lại được rồi. Đấy, thì vợ thì phải đi làm để kiếm tiền. Thế thì hôm nay Khánh quay trở lại đây thì cũng xin phép được thay mặt cho hai nhà hảo tâm, hai mạnh thường quân, một người là bên Mỹ và một người là bên Đức, có chút tấm lòng để chia sẻ với anh nhá. Thì đầu tiên là tấm lòng của một nhà hảo tâm hiện nay đang sống ở bên Đức. Đó là sự chia sẻ của chị Trần Thanh Xuân. Hiện nay thì chị đang ở bên Đức nhưng mà cái cuộc sống và công việc cũng đang còn nhiều cái sự vất vả anh ạ. Tuy nhiên thì chị vẫn luôn luôn hướng về miền Trung, hướng về Việt Nam, và khi biết về cái câu chuyện của anh ấy thì chị Trần Thanh Xuân rất là thương, và chính vì vậy thì của ít lòng nhiều, chị có gửi về là 500 ngàn đồng để chia sẻ chút ít với cái sự khó khăn của anh nhá. Thì anh đón nhận cái tấm lòng của chị Thanh Xuân anh nhá. Cảm ơn tấm lòng của chị Trần Thanh Xuân rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay có thêm một nhà hảo tâm ở bên Mỹ nữa anh ạ. Đó là gia đình của cô Loan Nguyễn. Gia đình cô Loan Nguyễn thì có gửi về cho em là 500 đô la Mỹ. Vâng, cô rất là đồng cảm với anh khi mà 3 lần xuất ngoài anh lại mất một cái khoản tiền rất là lớn, lên đến 500 triệu đồng. Thì cô cũng rất là thương nhá. Và hôm nay thì em cũng thay mặt cho gia đình cô Loan Nguyễn tặng cho anh là 500 đô la Mỹ, giúp anh là phủ thêm cái chi phí để chữa bệnh, và bên cạnh đó thì góp phần giúp anh có thêm một cái chút vốn nho nhỏ để có thể phát triển kinh tế gia đình, để rồi là dần dần để ổn định cuộc sống, trang trại nợ nần, và để có được cái cuộc sống ngày càng tốt hơn anh nhé. Thì đây là 500 đô la Mỹ mà gia đình cô Loan Nguyễn tặng cho anh. Thì anh đón nhận và để lo cho cái sức khỏe anh nhé. Thì đó là tấm lòng của các nhà hảo tâm đã gửi về cho Khánh để chia sẻ cái sự khó khăn với gia đình của anh Sơn. Cảm ơn tấm lòng cô Loan Nguyễn và chị Trần Thanh Xuân rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì khi mà Khánh thay mặt cho cô Loan Nguyễn và chị Trần Thanh Xuân có chút tấm lòng gửi về để giúp đỡ cho gia đình của anh Sơn ấy, thì bản thân anh Sơn cũng rất là xúc động và cũng muốn nói lên đôi lời cảm ơn để tri ân đến cái sự chia sẻ của các mạnh thường quân ạ. Vâng. Em xin thay mặt gia đình cảm ơn hai mạnh thường quân đã giúp đỡ em để em có tiền chữa trị luôn. Vâng. Anh Sơn cũng không không biết nói cho nó được nên lời quý vị ạ. Thực ra là cũng rất là mộc mạc và chất phác, người dân vùng quê miền biển là như vậy đấy quý vị, cũng chỉ biết là cúi đầu cảm tạ cái tấm lòng của các mạnh thường quân đã chia sẻ và giúp đỡ cho anh Sơn trong lúc rất là khó khăn và vất vả này. Và anh ạ, cũng tự tin lên anh nhé. Thực sự là cũng rất là xúc động quý vị. Khánh thấy hình như là anh Sơn đang đang rất là xúc động và đang rưng rưng nước mắt đấy quý vị. Cố gắng lên anh ạ. Em biết rằng là với một người đàn ông khi mà trong một cái bối cảnh gia đình như như anh bây giờ đấy, là anh cũng rất là nặng lòng và cũng rất là suy nghĩ, bởi vì mình cũng chưa có làm được giúp cho vợ, giúp con, giúp cho bố mẹ để có thể là có được cái cuộc sống tốt, mà bên cạnh đó mình còn đau ốm bệnh tật và vợ con cùng với bố mẹ còn phải lo cho mình rất là nhiều, cho nên anh rất là suy nghĩ cái điều đó, em rất là hiểu. Đồng thời thì còn một cái khoản nợ ngân hàng rất là lớn nữa. Đấy, cho nên là càng làm cho anh áp lực nhiều hơn. Tuy nhiên thì còn người còn của anh ạ. Cố gắng lạc quan để thuốc men điều trị bệnh tật cho nó sớm được khỏe mạnh anh nhá. Để có được cái sức khỏe rồi là sẽ có mọi thứ thôi. Hả? Ok, anh có muốn nói gì nữa không? Hả? Thôi cố gắng lên nhá. Tôi nghe nói đợt này là đang muốn là mua thêm cái bể câu cá để làm ngoài công viên cho trẻ con nó chơi à? Thế làm chưa? Định mua mà về bơ dịch hồng cũng chơi mẹ nữa, mà chưa mua. Tức là định mua một cái bể để buổi tối ra ngoài công viên để cho bọn trẻ con nó thuê nó câu cá nó chơi đúng không? Để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng mà bây giờ thì dịch COVID-19 cho nên là cũng chưa làm được ha. Chưa gọi chơi mẹ. Vâng. Thế thôi, thế thì cứ để ổn định cuộc sống cái đã, xem tình hình thế nào, dịch bệnh ổn ổn rồi là mình làm sau anh nhé. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, em xin phép em về đây nhá. Thế có phải nấu cơm cho vợ không? Có.
Có á, bây giờ vào nấu ăn á. Đợt này là ở nhà điều trị bệnh với là lo cơm nước ấy. Thôi anh lo cơm nước đi nha. Em xin phép em về nha. Bye bye hết. Rồi ok anh. Tạm biệt nha.